Xin chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hiện tại Quỳnh đang tiếp tục có mặt tại cầu Công Kìa. Như tập phim hôm qua thì các bác cũng được biết là anh em đã tháo dỡ hết toàn bộ cây trống và chính thức cho thông cầu rồi. Hôm nay thì anh em tiếp tục có mặt đây để hoàn thiện nốt tất cả các công việc và sơn hết toàn bộ cọc tiêu. Như hôm qua thì có thiếu một chút sơn nữa. Hôm nọ anh em để trên xe đường xá đi vận chuyển nó sóc nên bị đổ mất một đúng một lọ. Ngày hôm nay em vừa xuống sau thì mua thêm một lọ xuống nữa và lấy thêm cả sơn để sơn phần dưới gầm cầu. Hôm nay thì chỉ có một mình em Quỳnh thôi. Anh em vẫn đang bận công việc ở nhà do có đám hiếu ạ. Hôm nay phải nói là một khung cảnh và không khí rất là dễ chịu luôn. Không biết là các bác có giống như em không? Lúc nào mình có bận công việc gì của mình trong lòng thì nó bức rất khó chịu. Nhưng mà đến hôm nay thì anh em đã hoàn thành công việc rồi nên là cảm giác rất là thoải mái luôn. Hôm nay sẽ cho anh em sơn hết cọc tiêu và sẽ chuẩn bị dọn hết đồ và chuyển máy móc sang gửi của đến nhà ông Mận Vấn mà hôm đầu tiên anh em có mang máy móc xuống. Phải gửi để tối anh em thanh niên đỡ phải ngủ trong lán nữa. Hôm nay chỉ có mấy anh em thôi. Đầu tiên là bạn An thì lúc nào cũng có mặt rồi. An sơn kỹ vào nhá. Cả những mấy cái chỗ nó bị sần sần này mình cho nhúng đậm vào ấy. Nhúng đậm vào cho nó trắng hẳn đi. Đây cái phía bên biển tên cầu và có khắc các tên của các bác các mạnh thường quân thì anh em vừa tháo hết cốt pha ra rồi, đang cho mấy anh em đi lấy thêm ít cát chát và xi về để chát cho nó phẳng đẹp cái biển. Không mà mình vừa đổ bê tông xong nó không được đẹp, nó hơi sần sùi. Phía bên dưới này thì từ sáng sớm thì cô các chị đã đi làm. Thấy cầu đẹp quá, đứng nán lại nói chuyện đây. Bà đi đâu về đây bà? Lấy chuối về. À, lấy cái chuối cho lợn hay cho vịt đấy? À, vâng. Có cây cầu bà con sáng sớm qua lại thuận tiện này. Đây, từ hôm qua đến hôm nay chính thức thông cầu và bà con đi xe không phải lội suối nữa rồi các bạn. Anh em đang làm thì thấy phía trên kia đang có em nhị các bạn. Thấy chở hẳn hai bao thóc liền. Chắc là đi sắt thóc rồi. Cầu cái cầu mọi người qua lại thuận tiện. Đi đâu đây? Sắt gạo. Sắt gạo à? À nhị sơn gầy sắt gạo thôi. Cái này tẻ hay nếp đây? Tẻ thôi. À. Không sắt gạo nếp để làm bánh chưng Tết à? Cái này nó không có tẻ. À. Cái nếp toàn tẻ. Đấy, hôm nay chở được hẳn 2 bao rồi nhỉ? Không phải lội suối nữa. Tí xong việc qua đây cùng mấy anh em chuyển máy lên nhà Vấn gửi nhé. Đi đi. Đây hai ba anh em đi xúc thêm cát trở về đây rồi. Cát này anh em sẽ để. Cát này mịn không? Cát này bao mịn luôn mà nó bao mới chát hiệu quả. Cát mịn mới chát được. Đang lên dốc. Cả đang lên dốc nhưng nó tắt mình. Một bao đầy này nặng phết đấy, cắt. Tạ đấy. Anh chị đi đâu đây? À, đi đám cưới à? Đi xin à? Đây. Hay xuống xúc tận dưới suối kia. Xuống suối. Cát tự nhiên.
Bạch cát này. Sao mà bạch cát một lúc hết được? Lấy được ở chỗ nào mịn phết đây? Trộn hết. Con à. Cát này chát thì tốt rồi. Đi rồi. Xe à? Con này chắc phải được nhiều. Ôi ơi. Mấy máy trộn à? Tay là máy trộn dễ hơn à? Máy trộn cùng một lúc sao mày cắt được hết? Chất trộn ít đấy. Trộn xong đủ ra. Trộn xong mình lấy dần dần nữa. Sắp xong. Máy trộn nữa mày mệt à? Đúng rồi. Anh em vừa đảo vữa xong thì đục cái số nó bị lồi một tí rồi. Xe kẹp thước và để chát cho nó thẳng. Xem các kỹ sư bản chát tường có được không? Đó nhé, phải đảo một ít xi keo trước. An ạ. À. Xi keo chát vào trước nó mới ở. Không thì nó rơi thôi. Cho lớp xi keo đã. Nghe chưa, không ở phải không? Cười cái gì, bọn tao xây nhà cấp 4. Đấy con bạn kia làm một lần rồi, có một cái đây mà. Tiếp tật. Đấy, con ở trên nhà rồi mà. Mấy con sẽ làm nhà con cái vàng. Đây rồi các bạn. Hôm nay cũng có hai chị em xuống nấu cơm cho anh em ngày bữa trưa cuối cùng ở tại lán đó. Có vợ A Quỳnh và vợ bác Ninh. Ninh thì đi đám hiếu ở về quê cơ, nhưng mà chắc phải 2-3 hôm nữa mới xong việc. Chào hai chị em nhá. Vâng, vâng. Chào quý vị các bạn ạ. Nay đi đường khó không? Chuẩn bị cái gì nhiều món thế? Nay hai chị em mà đi đến hơn 2 tiếng ấy. Hơn 2 tiếng mới đến ạ. Em đi hết hơn tiếng mà, tiếng rưỡi mà. Đang cho em Nhị đi sơn lại hết mấy cây vê hôm qua vừa hàn, sơn chấm dỉ được. Và kiểm tra lại hết tất cả những chỗ nào mà xước thì anh em sẽ sơn lại hết. Sẽ làm gọn hết xong vòng hôm nay luôn các bạn. À, hôm qua ở sàn này vừa bắt ốc vừa hàn thì không có hàn nhé. Toàn bộ những chỗ điểm nối cũng có hàn vào. Đây, tất cả những mối hàn của những chỗ điểm nối đây. Để nó không bị lùng phùng, sau này mà đi nặng nhiều thì nó sợ nó vênh cái mép lên các bạn. Trong này vẫn phải sơn các bạn. Bắt ốc, có đấy, sơn hết cả bên trong nhé. Vừa bắt ốc này, eco bu lông này và vừa hàn hết mép này vào rồi. Toàn bộ các tấm đều hàn hết. Đấy. À từ từ. Từ từ. Để cháu hỏi tí. Lắp xong rồi, mình sẽ kiểm soát lại hết những cái sơn. Nhớ cái mặt bích trắng trắng kia cũng sơn vào nhá. Hôm trước anh em mình bị đổ ấy. Không. Ở cái dầm dưới ở đây đấy. Sơn cho nó đều hẳn cho nối chứ vào nhìn nó đã đều. Hôm để hộp sơn trên xe nên là bị đổ. Quỳ đổ vào cái mặt bích. Cái đoạn kia chúng tôi kiểu là ấy, cho nó bảo nó làm cái vấn cái đoạn nối kia mình có thể. Mình sẽ sơn hết vào cùng màu ghi thôi. Cái đấy là trước là sơn rồi đấy. Cẩn thận nhá. Đừng treo ra ngoài đấy. Bám chắc vào nhá. Có dây bảo hiểm ở trong lán này Nhí ơi. Mang xuống mà cài vào này. Cái từ nơi mà xuất ra củ hết. Nhí ơi, quay vào đi. Quay vào trong đi. Để đeo cái đai bảo hiểm này vào đã.
này có một ốp lỏng đấy. Đây đem vào. Trèo ra ngoài nguy hiểm quá. Đấy. Rút vào đây. Đấy, đeo cái đai vào xong rồi em móc vào cái lan can ấy. Thế. Mới an toàn được. Sao vào đây chưa? Đây này. Cái này này. Đấy. Đai này chịu được mấy tạ đấy. Nó có ghi ở đây mà. Một nghìn một trăm cân này, hơn tấn này. Hơn tấn. Ừ. Một tấn mốt cơ mà. Đấy. Nhưng mà treo ông bám cẩn thận nhá. Đai chỉ là một phần thôi. Bám chắc chắc vào. Em thấy chỗ nào xước ở trước mặt thì quét vào luôn nhé. Bên này An thì chịu trách nhiệm lăn sơn. Lăn sơn vào cái cột cọc tiêu. Đây là hết sáng nay nữa anh em sẽ hoàn thiện toàn bộ cây cầu cũng như cả đường dẫn cho đến các cọc tiêu. Các bác cũng nhận là cây cầu này trọng tải chịu được mấy tấn thì anh em làm cây cầu này để cho bà con đi xe máy thổ hàng với lại đi bộ nhé. Đây là công trình cầu dân sinh rất cấp bách nên không đòi hỏi cao được, chủ yếu là đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con trong mùa mưa bão và phục vụ dân sinh cho các cháu đi học an toàn. Bình thường các bác xem những phim trước anh em có đang trong thời gian thi công thì các bác cũng biết là các cháu đi học toàn lội suối, bố mẹ còn chở các cháu qua suối đây. Và trước kia có một cái cầu tạm là sát với mặt suối, chỉ cách mặt suối có tầm 1 mét thôi. Và như các công trình nhà nước vốn nhiều, đây là công trình của các mạnh thường quân góp sức giúp đỡ bà con nên là chủ yếu đảm bảo chất lượng, an toàn và tiết kiệm cho bà con và anh em. Còn đáp ứng được nhu cầu bà con đi lại dân sinh này, đi xe máy và cho các cháu đi học lúc ngày mưa bão an toàn là tuyệt vời rồi các bạn. Đấy, cái lăn kia hiệu quả hơn đấy nhỉ. Hiệu quả hơn. Chặt 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 chẹt. Hoàn thiện xong cây cầu nhìn rất là đẹp. Con ai cũng đến mừng và đến vui xem cầu luôn các bạn. Các ông
các chú với các cháu học sinh nữa. Anh em đang rất tích cực các bạn. Một thời tiết mấy hôm nay khá là nắng nóng nhá. Em phát cởi áo anh ơi, nóng quá. Bắt đầu đến xoa cái mặt bằng rồi. Một đồng chí vừa đi lấy củi ở trên đồi xuống rồi. Đi chậm thôi. Đồng chí cầm kìa. Đất quá chỉ đọc tập. Gì? Thằng cái đau. Cái này đi được đâu, còn lột. Cái này cái gì ơi. Cẩn thận. Được cái sờ vào đấy. Đấy, phẳng dần rồi đấy. Nó bú lòn, bú lòn. Màu đẹp một kiếm được miếng hộp xốp nhỉ. Ừ. Lai qua nhìn đẹp hơn. Được miếng xốp với lại lấy chai nước. Nước đây có rồi. Khát rồi uống luôn. Bên trên này nhiều đấy, vào áo nhiều lắm đấy. Méo hết vào bên này. Ủa cái bên trên đấy sơi nhẹ nhẹ thôi nhé. Rất đấy. Đây các bạn, anh em Nhị vừa chạy đi lấy hai cây nứa à? Để lắp vào cái con lăn đây. Giờ sẽ đi xuống bên dưới để sơn mặt xước ở dưới đáy cầu ấy. Nó bị xước mấy chỗ. Có hai cái mà. Đi xuống hẳn mặt dưới ấy nhỉ. Tới không Nhị ơi? Tới đấy. Cái này phải cây nứa không hay là cây giang đấy? Cái nứa chắc phết đây. Đấy, đúng rồi. Con lăn kia tuyệt vời đấy. Sơn hết toàn bộ chỗ xước các bạn. Anh em trong thời gian thi công làm cầu ai cũng rất là nhiệt huyết, mong ước bao nhiêu đến anh để có được một cây cầu vào mùa mưa, thì cả nắng mưa mọi người đi lại thuận tiện. Trước cả con cứ toàn đi dưới suối này thì rất là nguy hiểm. Cái này của anh em thời gian làm còn nhặt đi nhiều hòn đá to đấy. Không, cứ hòn đá to bằng cái nồi cơm điện là xe cán qua là rất là dễ ngã luôn ạ. Giờ trên cả cái lòng suối này toàn bộ là đá bé thôi. Đấy, chủ yếu là nó xước cái mặt dưới ấy. Hôm trước anh em có kê con lăn vào nhưng mà lao dầm nó nặng ấy, nên là nó phi nhanh quá. Thế là phải đặt xuống dưới sát với mặt bê tông thôi. Đông người thế mà cũng không giữ nổi nó. Đặt con lăn vào nó vừa dốc nữa nên là phi ầm ầm lại phải bỏ ra các bạn. À Nhị chuyên nghiệp phết đấy. Chủ yếu toàn xước mặt dưới thôi mà. Nó chỉ xước đến cái lớp chống rỉ thôi, nó chưa vào đến tận trong phần sắt đâu. Giờ mình sơn một lớp màu ghi này dày dày vào là yên tâm rồi. Làm như nào đấy? Làm như thế à? Tổng cái cầu này là thành 4 màu sơn các bạn. Sơn 4 lần. Một lớp chống rỉ ở này. Xong mới đến một lớp của màu sơn ghi. Sơn ghi là anh em sơn 2 lớp nhé. Sơn màu bao giờ cũng phải 2 lớp. Một lớp
sơn qua nó nhạt nhạt trước, sơn đậm luôn là nó rất là dễ chảy. Xong rồi mới lớp thứ hai, xong là lan can nữa, lan can sơn một màu trắng và một màu đỏ cờ, thành ra là tất cả bốn loại sơn. Thì chính ra mình cứ sơn được ở nhà là mang xuống đây mà sức cái nào mình sơn chỗ đấy thì nó thuận tiện hơn. Chứ đây nhìn thấy là ngay mặt đường thì con hay qua lại này, bụi bặm các thứ, với lại không có nền bằng phẳng để mình kê kích phun sơn. Và ở đây lại không có điện nữa cơ, anh em toàn dùng điện máy phát hết. Có điện nhà dân nhưng mà lại phải kéo xa, nên là sơn được ở nhà và hàn này, lắp ráp ở nhà trước, xong ý xuống đây chỉ việc bắt ốc lắp ghép là phương án tối ưu nhất rồi. Bao giờ công trình nào anh em cũng thế, kể cả làm nhà cửa, nhà lắp ghép nhé. Chỉ còn mỗi cái mái tôn là phải bắn trực tiếp thôi, còn lại nhà lắp ghép thì làm sẵn hết ở nhà. Cây cầu cũng tương tự như vậy. Đấy, anh ấy sơn được một lúc thì cũng sắp xong rồi. Làm như này lại nhàn nhá, như giờ cái chổi nó cứ lăn qua lăn lại là kín ngay. Anh em vừa ăn cơm trưa xong thì phân công cho hai anh em đi chát nốt cái biển nhé. Giờ anh em sẽ thu dọn đồ đạc và mang lên gửi nhà bạn Vấn Ngọ. Xe tắc tơ Vấn Ngọ đấy. Toàn bộ máy móc, máy đục đá. Ở đây gần nhất là nhà bạn Vấn. Anh em vặn lại hết tất cả các ốc và cất dọn khóa ắc quy vào. Cho đầu nó vào trước ấy. Lúc đầu nó vào trước. Đấy. Đúng kiểu rồi đấy. Cái này chắc phải đẩy lên thôi. Nhà Vấn cách đây khoảng độ mấy chục mét.
Nơi ở nhà mình vẫn có bán quán. Chuyên thu mua quế này, quế bóc này và quế tươi của bà con. Hàng ngày mà người móc quế ở trên cam kế xuống toàn mang vào đây cất. Thế anh em để vào một góc ấy. Tất cả đồ mình để vào một góc, còn để tractor của Vấn vào để đây cho gọn. Ok, còn cái máy đục đá nữa nhỉ. Mình cho vào đây nốt. Thế là vừa được một chuyến rồi. Cái chuyến nặng nhất là cái máy đục đá này với cái máy trộn các bạn. À còn một cái máy đầm cóc nữa. Vậy là bao nhiêu vất vả cố gắng anh em cùng bà con cuối cùng đã hoàn thành. Được thu dọn đồ đạc rồi. Cả túi đinh, cả dây thừng kia cất về hết. Đây còn cái máy đục đá nữa các bạn. Anh em sẽ đẩy đi cất luôn. Cái máy trộn thì anh em đã cất lên từ sáng nay rồi. Cái này để chỗ nào gọn gọn thì còn để tắc tơ đấy. Ok, để đây được rồi. Chà, đúng nhỉ? Chào em cô gái lông hàm trước chứ. Chào em cô gái lông một quân. Cái nặng, cái nặng. Cứ để đây tí nhặt sau. Hạnh nhục quá. Để gọn vào nhá, còn để tắc tơ đấy. Anh em thu dọn hết cả chăn chiếu luôn nữa. Còn cái lán này thì anh em sẽ để lại nhá. Để lại mấy hôm nữa cùng bà con khánh thành cầu và lắp xong biển cầu và khánh thành là sẽ để lại để nấu cơm. Nấu cơm làm bếp trong này. Không là mấy hôm nữa mình dỡ đi rồi trời nắng thì lại không có chỗ nấu cơm. Sau gần 2 tháng gắn bó hôm nay anh em chúng ta phải chia tay với cái lều hạnh phúc. Sau gần 2 tháng anh em không biết ngủ đây bao nhiêu đêm rồi. Hôm nay chúng ta phải chia tay. Thu xếp hành lý. Này cũng các kiểu cứ bảo chia tay, chia tay. Hôm nào phải nhờ mấy anh em để chuyển đồ lên xe còn lên nhà bốc nữa. Bốc xuống nữa. Okay. Chắc đầy một xe đấy, cả ván cốt pha các thứ. Ok, cơ bản vậy thôi. Bây giờ anh em sẽ cháp nốt cái biển kia một chút nữa là xong hết việc rồi ạ. Còn một chút cây que ở dưới thì anh em sẽ để hôm nào dọn sau và để làm củi thì đun luôn. Anh em làm nốt này nhá. Nốt cái cạnh trên đi. Làm để hôm một hai hôm mình được cái biển này mình gắn vào đấy thôi.
ok, cây cầu hoàn toàn vững chãi, có thể để bà con sau này đi lại yên tâm rồi. Và có lẽ video của ngày hôm nay cũng xin phép được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị bạn trong những tập phim tiếp theo.